Watham TV đang ở một cái không gian rất là chill quý vị các bạn. Một cái không gian rất là chill ha, xa xa quý vị các bạn nhìn thấy một cái nhà gỗ. Phía trước nhà gỗ là cái hồ nước. À, đó, trên có mấy cây hình trái tim đồ ha. À, dưới hồ nước có nuôi cá quý vị các bạn. À, rất là không gian rất là chill ha, rất là đẹp. À, thì ở đây là một cái góc nhỏ. Và bây giờ là toàn cảnh quý vị các bạn. Đây là giờ là toàn cảnh cái không gian của vườn bonsai Anh Lộc ở thành phố Bà Rịa quý vị các bạn. Nếu mà ở Bà Rịa Vũng Tàu, đặc biệt là ở thành phố Bà Rịa thì chắc nhiều người biết đến cái vườn Anh Lộc ha. Còn hôm nay thì Bo Thơm quay để giới thiệu đến quý vị và các bạn khán giả trên kênh ha, ở gần xa. Trước đây thì Bo Thơm TV có quay một lần rồi. À, đợt trước quay thì cái vườn của Anh Lộc nó không được đẹp như bây giờ quý vị các bạn. Bây giờ thì vườn cây rất là đẹp ha, qua trải qua một thời gian chắc cũng năm mấy. Vườn rất là đẹp quý vị các bạn. À, ở đây thì anh Lộc ảnh vừa giao lưu với lại quý vị và các bạn khán giả gần xa ha. Ảnh mua bán kinh doanh luôn ha, nên là quý vị các bạn nào mà thích cái cây nào thì có thể là comment phía bên dưới, à, hoặc là đến trực tiếp ở vườn anh Lộc, và cũng có thể là thông qua cái số điện thoại ở đây quý vị các bạn. À, số của anh Lộc nè, 0978 363 979. À, thì các bạn có thể gọi cái số điện thoại đó để giao lưu với anh Lộc ha. À, trong cái này thì trước cái bình phong có cái cây cũng đẹp quá vì các bạn ha, cây xanh ha, à, trồng trong một cái chậu cũng chắc lừ luôn nè. À, cây này giống như cây 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 biểu biểu trưng của cái vườn ảnh hay sao ha. À, đặt có cái bức bình phong lên cây đẹp đi các bạn. Đẹp ha. À, bây giờ chúng ta dạo dạo xung quanh cái vườn Anh Lộc để ngắm một số cây ha. Vườn rộng lắm quý vị các bạn ha. Vườn này ngay cái góc phòng xoay hai mặt tiền, quá rộng luôn. Đi hết cái vườn này chắc cũng mất thời gian dữ lắm luôn. Đây là cái cây dúi quý vị các bạn. À, cây dúi hay còn gọi là cây Hoàng Anh Mộc ha. Cây thành phẩm chắc lừ quý vị các bạn. Quá đẹp. À, quay cũng sẽ khó mà quay kỹ vì các bạn ha, nên quay sơ sơ cho vì các bạn chiêm ngưỡng thôi chứ khó mà quay kỹ được, tại vì nó nhiều quá, quay kỹ thì nó mất thời gian vì các bạn. Quay kỹ thì chắc phải ra một cái video có mấy tiếng quá. Cây này là cây cần thân quý vị các bạn. Thân dán đổ đã không, dán nghiêng bay đã không. Bên này thì một cái gốc me. À, gốc me mẹ đã không quý vị các bạn. À, cái gốc nó chảy dài nhìn hay không. À, bộ rễ nó nói với nhau ha. Này ngày xưa nó có cái mấy thân luôn, hai thân chủ, hai thân chính, bên này với bên này ha, hai thân chính. Bên này góc này hơi bị không biết bị gì, tùng tùng la hán bị suy các bạn, bị suy nè. Không, góc đã quá mà bị suy hơi tiếc nè. Trên này góc này mới giữ nữa vì các bạn. À, cũng là góc dúi luôn vì các bạn. Cái này là không phải là góc nữa mà nó giống như là một cái tiểu cảnh luôn á ha, phối với nhau trên một cái chậu rất là đẹp quý vị các bạn. Thì các bạn thấy cái chậu đã không? À,
chậu giống như dắt vàng vậy không à, phần chậu không thấy dữ rồi. Trên này hai thân ảnh phối với nhau, hai góc phối với nhau mà rất là nhịp điệu quý vị các bạn ha. Không biết có liền với nhau không. Đây nè, không, đây góc chính giữa để cái tiểu cảnh, cái ông gì đó qua mặt bên kia thì chắc mình mới nhìn thấy ha. Đẹp, này một cái tác phẩm rất là đẹp quý vị các bạn. Không, mình đi xa nè, xa là mình thấy được toàn cảnh quý vị các bạn ha. Nói chung vườn anh Lộc thì rất là nhiều cái video đã xuất hiện rồi quý vị các bạn ha. Thứ nhất là bên hội sinh vật cảnh của tỉnh, thứ hai là trong đài truyền hình rồi nó cũng hay làm mấy cái phóng sự quý vị các bạn. Đây có cái tiểu cảnh ông Tiên cũng nằm say rượu ha. Làm mấy cái phóng sự rồi này kia thì vườn ảnh xuất hiện cũng nhiều quý vị các bạn ha. Bên này thì có góc này góc tùng La Hán luôn quý vị các bạn. Tùng La Hán. Dưới làm mấy cái tiểu cảnh cũng đẹp ha. À, bên này có cái thằng gỗ lũa nè, thằng gỗ lũa trồng cái rừng tùng phía trên trên quý vị các bạn, cây bán. Phía trong kia thì là cái gốc khế. Khế đẹp quý vị các bạn. Khế đẹp kia. Đã ha. Khế đẹp. Này có cái gốc me keo nè. Keo này cổ thụ siêu to khổng lồ quý vị các bạn. Đang cho hoa me keo, có hoa có trái luôn, mùa này mùa của me keo. Gốc này chắc phải 500-600 quá, hoành chắc phải 500-600 quý vị các bạn. Đây là hoa me keo nè, trái me keo có luôn nữa quý vị các bạn không. Đó, trái nè. Gốc này siêu to khổng lồ rồi. Đây là cái dàn nuôi, phôi nuôi ha. Phôi nuôi kim quýt rồi mai chiếu thủy. Kim quýt, mai chiếu thủy rồi ha. Đây. Linh sam, cây này linh sam quý các bạn. Hay có cây này hay quá nè. Có cái ổi ha. Cái ổi hai thân quý vị các bạn. Hai thân dáng văn nhân. Đọc chưa? Cây này coi bộ. Một gốc nha quý vị các bạn. Một gốc mà hai thân ha. Hành chỗ này chắc 20-25. Hành chỗ này 30, gốc bên này to hơn quý vị các bạn. Gốc to, gốc nhỏ. Cái này giống như phu thê á. Đúng không? Đó, hai vợ chồng đứng song song với nhau. Này ra dáng văn nhân rất là đẹp quý vị các bạn. Hay ha, gốc ổi mà tìm được cái thế này coi bộ hiếm vậy các bạn ha. Đó, ở trên nó sẽ đang sửa tạng cho thành kiểu như văn nhân á. Đã thiệt chứ. Ồ, gốc ổi hay ghê luôn á, lần đầu tiên thấy gốc ổi á. Ngộ ha. Còn cây này cây gì đây không biết, cây gì mà cũng đẹp quá trời. Thằng nó xoắn giống như dáng lòng. Cái này là tôi thua rồi, tôi không biết cái này cái gì luôn á. Thân sắn đẹp quý các bạn. Bồ đế cũng dữ lắm. Không. Thân nó sắn lên đã không? Thân nó sắn đẹp quá trời. Bên này thì mấy cái tiểu cảnh quý các bạn.
Bên này nguyên cụm tiểu cảnh me, tiểu cảnh me này mấy cái dòng giống như bên size mini, bên size chung ha, lên chậu lên kệ nè. Đây là một cái tiểu cảnh sam núi vậy các bạn, sam núi. Đây là nguyên bộ tiểu cảnh nè, không cây đồ bàn trà đồ ha. Này sam núi luôn quý vị các bạn, sam núi luôn, trồng trong tiểu cảnh nè. Bên đây quyến vàng gì đó nè, không trùng trùng điệp ốc ha. Non núi đồ ha, non nước đồ quý vị các bạn ha, núi đồi đồ ha. Này tiểu cảnh tiếp nữa quý vị các bạn, này giống như cây dương cây thông gì á. Trong đây thì mình đi quay mấy cái cây cổ thụ hấp dẫn hơn quý vị các bạn. Đây có nguyên gốc me, hai gốc me cổ thụ nè, hai gốc me cổ thụ đã chưa. Cây này có hai thân ha, chia ra làm hai phần tàn chi trên còn thiếu quý vị các bạn. Cái gốc bên này thì hoàn thiện hơn ha, tàn chi trên hoàn thiện hơn quý vị các bạn, đã chưa. Góc này nó xoắn dữ, hoành chắc cũng 400-500 quý vị các bạn. Hành to lắm luôn không. Dã man vậy. Đây nè, quay cây này trước đi. Cây này cây me keo luôn quý vị các bạn. À, cây này cây me keo luôn, cây me keo giáng long. Các bạn thấy cái đuôi nó vút cái đầu đây ha, cái đầu đây lên bay vút cái đuôi lên, cái đuôi uốn cong lên, thấy không? Trong cái chỗ cái đầu này là anh Lộc ảnh cho nghệ nhân chạm cái con rồng luôn quý vị các bạn nè. Đó, chạm cái đầu rồng luôn nè, không đầu rồng đang ấy cái con viên ngọc này. Nó có sừng rồng nữa quý vị các bạn. Đây cái viên chân châu ha, rồng thì đi với chân châu quý vị các bạn. Đây ha, viên đậu rồng ha, có mắt luôn quý vị các bạn, mắt là cái viên nè, thấy chưa, mắt nè, không bên này có cái sừng đó, viên đầu rồng giả mang chưa, không đúng bài luôn quý vị các bạn, thấy chưa đó. Rồng đồ này kia vô ha, đúng kiểu đúng bài luôn đó, nhìn thấy lông không. Mình thấy dáng lông luôn các bạn. Đó, mặt bên đây nè. Ồ ghê chưa ha, mặt bên này cũng là một cái con mắt luôn quý vị các bạn nè, ha đây nè, đó con mắt nè, đó lên nè, thấy chưa. Đó áo nhìn bên này kia, nhìn cái thế bên này thấy nó ghê gớm quý vị các bạn ha, không thế bên này nó khúc gọi là lúc ẩn lúc hiện đẹp ha. Mặc dù nó không phải mặt chính nhưng mà thấy cái thân nó cong chỗ này đẹp quý vị ạ. Không, cái thân cong chỗ này đẹp không? Đó. Chỗ này là góc chính nè. Này góc chính nằm đây quý vị các bạn ha. Còn cái trên đó thì cái thân nó đổ dài xuống. Ghê chưa? Dã man thiệt. Quá chừng này góc này đẹp quá nè, không? Góc này hồi nãy cũng là me keo luôn nè. Me keo luôn nè quý vị các bạn. Ha. Góc này cũng me keo luôn nè. Để bên này có góc vú sữa mới về hả ta. Sữa này đẹp quá nè. Cái góc to to không quý vị các bạn. To. Dạ màng. Đây là nguyên một cái tác phẩm nè quý vị các bạn. Nguyên tác phẩm phía dưới là tiểu cảnh, không phía dưới là tiểu cảnh, phía trên là cây dúi các bạn, cây dúi ha, cây hoàng anh mọc đây, đẹp không, hoàn thiện hết vậy các bạn. Này trước sân nhà chỉ cần đặt cây này thôi, nguyên từ một cái gốc, nguyên một cái gốc cổ thụ này mà nó đã nằm trong chậu rất là khó vậy các bạn ha, không để cho nó vô được chậu đâu có đơn giản nè. Bây giờ chỉ có việc cậu đi đặt lên thôi, rất là dễ dàng ha.
có phần làm lũa lũa. Phía dưới này có cái tược đâm lên cũng hay ha, này thêm nước rồi nó đúng bài rồi các bạn. Đây cái tiểu cảnh, tiểu cảnh này hồi Tết, hồi Tết có đưa đi trưng bày. Thì bên này có cây me keo, me keo này chạm chỗ dữ quá nè, không chạm chỗ gì đây. À, chút nữa mình sẽ coi chi tiết, bây giờ mình coi tổng quan nè. Cây me keo quý vị các bạn, à cũng con rồng ha, chạm chỗ rồng quý vị các bạn, chạm chỗ làm lúa, tức là cái gõ, cái vân của cây me keo cũng rất là đẹp quý vị các bạn. À, cái phần của nó lõi đồ này kia nhìn cũng rất là sắc thôi các bạn. Đây là cái đầu rồng ha. Đó, đầu rồng chạm chỗ cũng rất là tinh vi quý vị các bạn, đang nhả cái hạt trân châu ra. Hạt trân châu vàng luôn nè. Ghê chưa? À, đầu rồng chạm chỗ rất là tinh vi. Phía trên thì có thêm ông thần tài nữa ha. Đúng không? Ông cầm đồng tiền là ông thần tài đúng không quý vị các bạn? Đó, ông thần tài đứng trên cái mình con rồng luôn, ghê chưa, phong thủy vậy các bạn ha. Đây có mấy con sóc ha. Bên đây cái phần lũa của nó người ta chạm nè, vì các bạn thấy không, đẹp không? Có một cái hốc, biết cái hốc này hốc gì đây ha, hang động huyền bí gì đây. Gỗ cái me keo nhìn cũng ghê gớm vậy các bạn, còn lõi của nó đồ ha, nhìn lên đánh nước lên đẹp, tàn chi ở trên thì ngon lành quý vị các bạn, tàn chi ngon lành. Ra xa xa thí cho quý vị các bạn ngắm tàn chi ở trên nè, thấy chưa, tàn chi ở trên sửa thành những cái tán mây, những cái tàn mây á, cụm mây á, không đẹp. À, mấy cây này không biết cây gì, lá tím tím. À, biết cây gì. À, gốc này là gốc xanh các bạn ha. Gốc xanh. Này gốc me. Này gốc me này cũng đẹp nè các bạn. À, gốc me này chưa quay nè, gốc me này cũng đẹp ha. Rồi cái dàn chậu này không cũng biết nhiêu tiền rồi đó. Giá mang thì, ha. Chậu khủng. Những cái cây bồ đề. Có mấy gốc bồ đề. Đây mình dạo dạo bên này coi có thêm cây gì hay ho. Cây này cái gì? Dạng siêu to khổng lồ. Này có cái xanh bám đá, không xanh bám đá phía dưới có hồ nước. Bám đá cũng lâu rồi, rễ nó cũng bám vô sâu rồi, ha chắc. Cây me keo nữa nè, me keo nữa, me keo làm lũa ra nhìn ngộ vậy các bạn ha, cũng đẹp mắt. Đây có cây này cũng siêu to khổng lồ, cây me các bạn, cây me tàn chi trên xưa hoàn thiện, nó gốc, chỗ này nó có cái nu giả mang, bú cái nu cho nó bự. Siêu to khổng lồ. Đây, bên đây có thêm cây me siêu to khổng lồ nữa nè. Này nó hơi bị chói nắng. Đây. Cũng cây me luôn quý vị các bạn ha. Trên này sửa tàn chi hoàn thiện hơn. Cây này thì hoàn thiện hơn. Hoàn thiện hơn cây bên này quý vị các bạn ha. Bên này có thêm mấy cây cũng đẹp. Cái góc này góc gì cũng
dã man quá nè. Này cái gì ta? Mà thân sắn đẹp. À, thân sắn lên đẹp kìa. Có nhiều cây không biết cây gì luôn. Này có si, si. À, này có cái cụm me nè các bạn. À, cụm me chặt xong rồi nó đâm lên tược quá chừng tược luôn. Giống như cụm rừng nè. Hoành chắc cũng phải 300 hơn. Hoành 300 hơn. Đó. Này có gốc khế. Trời gốc khế nó coi cái thân nó kìa. Thân cái bộ rễ nó kìa. Ngộ ha. Không hiểu sao mà nó có được cái bộ rễ từ ở trên này xuống luôn quý vị các bạn, như chân nơm nè. Cái này thì hoàn thiện rồi nè. Tàn chi ngon lành các bạn. Con cái bộ rễ này ghê quá. Đúng không? Các bạn thấy bộ rễ kinh khủng không? Bộ đế kinh khủng không? Từ trên cho cái nhánh này luôn nè, tàn nè, tàn một. Tàn một nó xuống. Cái thân nó không hay là giống như cái rễ vậy các bạn. À, ngộ thiệt. Độc lạ ha. À, như chân nơm. Đã chưa? Thân ở trên thì ngon lành luôn. Mấy anh đi mua cây. Đẹp quá chân đẹp luôn. Mấy anh này đang đi mua cây các bạn. Mua lộc vừng, hỏi lộc vừng các bạn. Đây cây me keo. Gốc me keo này cũng ghê gớm không? Nhìn giống như tảng đá. Ghê cái phần lõi của nó làm lúa nè các bạn. Dã man, nhìn y hệt như cục đá. Đó, mấy anh khách. Lộc anh bằng dắt khách đi xem cây. Nhìn giống cục đá các bạn không? Hoặc là một cái ông dồi. Ghê thiệt chứ. Phần lũ nó dã man chưa. Đây cây hoàng anh mọc, cây dúi nữa các bạn. Dúi nhiều ha, nhiều cây quá chứ. Trời, hôm nay có gốc phú sữa. Gốc phú sữa tạc cái tượng ông vật Hy Lạp luôn nè. Ghê chứ mấy ông. Trên tạc đầu tiên đồ ha, phía dưới là ông Phật Di Lặc. À, nọ cái tiền mà tạc này không biết nhiêu tiền rồi mấy ông ha. Trời, nó còn mỏng dánh nè các bạn. Mỏng dánh nè. Bộ rễ bộ đế thì khỏi nói, ghê gớm không. À, nè không, thân nó còn mỏng dánh nè. Đúng là đủ kiểu chơi các bạn ha. Đó, tàn ở trên kìa. Thấy chưa? Đó, thằng nó còn dánh nè. Không. Còn lại cái phần này chắc chừng 20 các bạn. Chừng 20 à. Đó. Đúng là. Trời ơi, có cây bên này ghê quá. Đây cây me keo. Cây me keo các bạn. Cây xa xa kia không biết cây gì, hỏi tới quay cho các bạn xem. Đây là gốc me nữa nè. Đó, trong vườn lọc nhiều bonsai cổ thụ các bạn ha. Quá chừng. Đây cây me keo các bạn. Hỏi ba cái tiền mà ổng bỏ ra ổng tạc mấy cái cây này không cũng biết nhiêu mà nói rồi đó. Đúng không? Đó. Làm lúa rồi điêu khắc cái trên đó không. Qua bên đây cây này đẹp quá ha. Cây này dáng như cái cội đa. Nè, các bạn thấy cây này đẹp ghê không? Không? Thân nó trực lên ha, thân dưới trực lên nguyên một đoạn. Cây me các bạn. Cây me. Trời ơi.
quá sao đã. Ở dưới đây nó đâm thêm mấy cái tược lên, có mấy cái tược, các bạn thấy mấy tược đã không? Thấy chưa, tược lên giữ lại luôn. Phần này người ta làm lũa cốt me các bạn, bên đây thêm một tược nữa nè. Hay ghê luôn á, quá chừng. Đây ra xa xa vậy cho các bạn ha. Này muốn lấy hết toàn cảnh của nó, đứng đứng quay cách xa nó 4-5 mét các bạn. Nhìn giá mang chưa? Trời, cái này nhà biệt thự sân vườn chỉ cần trồng cây đẳng cấp rồi. Trên để lại mấy cái tàn, sửa lại mấy cái tàn hoàn thiện hết, đẹp ghê các bạn ha. Ba tàn vượt cấp ha. Đây, tàn chủ trên. Trời, mặt trời đang chuẩn bị lặn lặn, nó nhìn nó chiêu gì đâu á. Quá đã luôn ha. Mặt này mặt tiền luôn á. Cây này là mặt tiền luôn nè, đứng bên đây là qua mặt tiền luôn các bạn ha. Quá đẹp. Tháo kẽm hết rồi, kẽm cổ rồi tháo hết. Không, trồng vô cái bồn. Cây này mà ai thích bonsai ăn trái, cổ thụ ăn trái, lấy cây me này về chơi đủ các bạn. Nhìn quá hùng vĩ, quá vĩ đại luôn. Như một cái cội đúng nghĩa luôn, cổ thụ đúng nghĩa luôn ha. Sừng sững luôn, trời ơi, dáng nó chực, thân nó chực. Không, nó chực từ dưới này mới chực lên đoạn. Quá mềm. Này có cây gì cũng dữ quá nè. Bằng lăng. Bằng lăng các bạn. Bằng lăng. Bằng lăng có cái dáng đã không? Không, dáng cong 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 nè. Hay ha. Góc bằng lăng các bạn ha. Có cái công tự nhiên cho nó đẹp quá trời, lạ mắt. Thấy không? Đây ở chỗ này chắc tối có ông lính nào ồn ngủ để giữ cây nè. Đây là vàng sứ, sứ cũ. Đây muốn xài trong chậu, xài trong chậu. Nhìn mấy cây cổ thụ rồi nhìn mấy cây trong chậu rồi, nó không có cảm giác gì, nó không xi nhê gì các bạn. Cây này cây gì đây? Cụm rừng này, cụm rừng này, cụm rừng gì đây mà thấy ghê gớm quá trời nè. Lá lật hết rồi, lá lật hết rồi, nhìn còn cái lá nào, coi cái cây gì. Lá hết, không còn thấy lá luôn, không biết cây gì luôn á. Đây, có lá này đây nè. Lá này lá gì ta? Xanh si hả? Kiểu như xanh si á ha. Giống xanh si các bạn. Rồng nữa nè. Tạc rồng nữa nè. Quá chừng rồng luôn. Wow. Cái này cái gì lạ quá ta. Cái này cái me keo mà sao ở trên lá này nó có trắng các bạn. Nè các bạn, đây hai lá hoàn toàn khác nhau các bạn. Đột biến hả các bạn, ra hoa nguyên chùm bông vậy. Biết có ghép gì vô không, để hỏi anh Lộc thử. Ha, ngộ nha. Đó. Trên này lá hoa đẹp ha, ở dưới thì lá xanh bình thường. Chắc ghép cái gì vô quá các bạn ơi. Hay là nó bị đột biến. Đó không, tự nhiên có một cụm ở trên lá đẹp quá trời như hoa vậy. À, con này là ông chạm cái gì đây? Chạm mấy con sóc các bạn. À, chạm con sóc. Chạm nguyên bầy sóc đang đu lên luôn nè. À, điêu khắc cũng cực kỳ tinh xảo vậy. À, tay nghề ai cũng cao, cao tay á. À, đây cái me keo. Trời, bên này cây me nữa mới ghê nè các bạn. Trời, cây này dán văn nhân. À, tàn đó nè. Phía bên trên này, cái tàn này thì chưa hoàn thiện các bạn. À, nhưng mà cái tàn đổ qua bên này, nghiêng qua bên này thì hoàn thiện rồi.
đẹp quá trời luôn, cái me kìa, đã mang chưa. Ồ, ở đây có hai cây me đẹp quá ha, cây hồi nãy với là cây này các bạn ha. Cây này nó cái thân nó xoắn ta, ngộ ta. À, chỗ này là làm lũa hết rồi, làm lũa hết rồi, quét vôi lên trắng hết rồi, vôi hay sơn gì đó không, trắng hết rồi mà thân nó xoắn lên đẹp các bạn. Đó, đây ra đây cái tàn ngọn nó đây, trời đã không, thân cây me này nó xoắn hay ha, nó dặn lên ha, xoắn nó dặn lên giống như nó bị gió nó dặn nó vậy. Chiêu chưa ha, bên đây mặt trời lặn qua nhìn chiêu không? Đã chưa. Nãy giờ mình đi mới hình như được khoảng chừng hơn 50% cái vườn ông Lộc đó các bạn ha, vườn anh Lộc ở Bà Rịa ha. Đi cũng đoạn chưa hết vườn nữa mà video mình nó dài tới 30 phút hơn rồi. Đã mang vườn rất là rộng, bên này mình chưa đi nè các bạn không. Đó, khu bên này mình cũng chưa đi nè, giờ anh Lộc anh mở ra mấy cái dịch vụ ăn uống đó, cà phê cà pháo rồi các bạn, nên vì các bạn đến đây mở xa thì có cà phê cà pháo rồi này kia ha. Đây cây cây dúi, cái cội dúi này cũng dữ nè ha, cội dúi này thì thân to lắm, hoành cây dúi này chắc cũng 600 gì đó. Nhưng mà phía trên nó chưa hoàn thiện từ cái gốc. Gốc giả mang vậy không, bao nhiêu tiền đổ vô mấy cây này rồi ta, giả mang. Cây me nãy bên đây kia các bạn, quá trời. Thôi chắc đến đây cái video này cũng khá dài rồi các bạn, quay nhiều nữa chắc quý vị các bạn xem cũng không nổi luôn ha. Hẹn quý vị các bạn trong những cái video tiếp theo đi, có dịp còn đó quay lại cái vườn anh Lộc để quay thêm cho quý vị các bạn đi, chứ quay nhiều một lần á vài bữa hết bài để quay, hết cây để quay. Này là cái đồ điện, cái cuộn dây điện ổng trồng cái cây dúi vô luôn quý vị các bạn. Không. Nói chung này vô mà mình rảnh vì các bạn rảnh nó vô đi, ở chơi một buổi cà phê cà pháo rồi ha, ngắm cây rồi tuyệt vời luôn quý vị các bạn. Bây giờ mình dạo qua thêm đây mấy góc bên này nữa thì kết thúc video quý vị các bạn nha. Quý vị các bạn cũng đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh Qua Thơm TV để tiếp tục theo dõi những cái video kỳ hay ho hấp dẫn khác trên kênh nha. Đây có cây dúi dán văn nhân nữa nè các bạn. Dúi. Nói chung là cái vàng bonsai cổ thụ ha, si xanh đồ. Đá đồ thì các bạn đầy đủ hết. Hồ nước. Vàng xanh ôm đá thì các bạn. Này ngày xưa hot lắm luôn. Này nước nhiều mà không đặt luôn cái máy bơm trong đây được luôn, thấy là biết rồi không. Xanh bên này là xanh, xanh ôm đá ha. Tiểu cảnh mà nông bộ rồi ha, bên này có cây khế cũng đẹp mà, khế hai thân cũng đẹp mà ha. Này có cái tiểu cảnh này cũng chắc lừ á, tiểu cảnh thông các bạn, thông biển, thông biển phối vô tạo thành cái tiểu cảnh ha. Này chắc có nước có cội rồi vô nè, mà giờ rút nước khô hết rồi. À, đây có thông với lại cây tùng la hán ha, bên đây có hai cây tùng la hán các bạn. À, rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những cái video tiếp theo nha.